Phần thứ nhất là phần mục tiêu, cô cũng xin phép không giới thiệu lại nữa. Phần thứ hai là nội dung, về thứ nhất là khái niệm, thì thuốc lợi thủy tầm thấp là những thuốc mà có tác dụng lợi liệu để bài tiết thủy thấp ứ đọng trong cơ thể ra ngoài, và đa số các vị thuốc này có tính bình vị đạm, do vậy còn gọi là thuốc đạm thủy tầm thấp. Thuốc lợi thủy tầm thấp hay trong dân gian chúng ta có thể là gọi là các thuốc lợi tiểu, thì dùng để chữa các trường hợp mà ứ đọng trong cơ thể, ví dụ như là các trường hợp cao huyết áp, thì trong cái phác đồ điều trị cũng sử dụng thuốc lợi tiểu. Bệnh thứ hai là bệnh viêm khớp, các loại viêm đa khớp thì cũng sử dụng thuốc lợi tiểu, bài trừ cái ứ đọng cái phần dịch ở trong cơ thể ra bên ngoài ấy. Chẳng hạn như cao huyết áp thì có tác dụng hạ áp cho cơ thể này, viêm khớp thì có tác dụng là giảm cái trường hợp ì trệ và đau khớp cho người bệnh. Ở vị thuốc thứ nhất của nhóm thuốc này đó là trạch tả. Trạch tả, bộ phận sử dụng trạch tả hay còn gọi là cây mã đầy nước ấy. Bộ phận sử dụng là rễ củ của cây trạch tả rất là dễ nhận biết. Các em thấy là củ của nó tròn, cái lát của nó khi mà chúng ta thái ra cũng rất là tròn và màu thì trắng ngà. Tác dụng của nó chủ yếu là chữa viêm bàng quang, viêm thận, chữa sỏi đường tiết niệu, nhiệt chảy cấp hoặc mãn tính, chữa các trường hợp mà đái mút, đái dắt. Và liều dùng của nhóm thuốc lợi liệu này thì cũng tương đối là cao, từ 8 đến 12, thậm chí có thể đến 16 gam. Vị thuốc thứ hai đó là sa tiền, hay chúng ta còn gọi là cây mã đề. Trong phần lý thuyết cô đã giới thiệu với các em các vị thuốc tươi, nhưng mà trong cái phần thực hành này thì chúng ta không sử dụng cái vị tươi mà chúng ta sử dụng cái vị khô. Ví dụ đây là hình ảnh của hoa của cây mã đề này. Đấy, cô có thể lấy ra cho các em xem. Đấy, đây là hoa cây mã đề này. Đấy, còn đây là lá này. Lá, thế còn phần này phần gốc này, đã bỏ phần rễ đi rồi đấy. Thì toàn bộ cây mã đề này thì bỏ rễ đi thì có cái tác dụng là chữa viêm đường tiết niệu, chữa sỏi đường tiết niệu, nhưng với điều kiện là sỏi nhỏ thôi, 1-2 ml thôi, thì cho bệnh nhân có thể uống nước cây mã đề nhiều thì có tác dụng là có thể đái ra sỏi. Các trường hợp phù thủng và các trường hợp chảy. Nếu mà về liều dùng thì nếu mà hạt của cây chúng ta dùng từ 4 đến 12g một ngày, còn nếu cả cây thì dùng 12 đến 20g một ngày. Vị thuốc thứ ba đó là mộc thông. Tác dụng chủ yếu của nó ngoài cái chữa viêm đường tiết niệu ra thì có dụng hạ sốt và lợi sữa. Lợi sữa là trong một số trường hợp là sản phụ sau khi có em sinh em bé xong ấy, thì chúng ta có rất nhiều bài thuốc dân gian, ví dụ như là móng giò nấu với lại quả đu đủ hoặc móng giò nấu với đỗ đen. Nhưng ở đây có một vị thuốc hôm nay chúng ta học đó là mộc thông ấy, tác dụng lợi sữa cho sản phụ cũng rất là nhiều, và liều dùng từ 6 đến 12 gam một ngày. Vị thuốc ý dĩ nhân, đây chính là nhân của cây bo bo, hay người ta còn gọi là cây dĩ mễ, hoặc là trong dân gian chúng ta có thể gọi là đây là hạt của nhân của hạt cây cườm cườm, mà ngày bé có thể có một bạn nào đó thì hay đeo sâu chuỗi cây cườm cườm lên cổ, hạt cườm cườm vào cổ đấy. Khi mà còn non thì hạt ấy màu xanh, nhưng mà khi già thì nó có màu xám hoặc là màu vàng. Thu hái thì cái đặc điểm của cây này thì hay mọc ở cái vùng sông suối, thế nhưng mà vì có những tác dụng tốt như thế, người Việt Nam chúng ta đã di thực về những địa phương để trồng, ví dụ như ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Và lúc mà hạt già thì người ta trà sát ra, bỏ cái phần hạt vỏ hạt ấy, còn chỉ lấy phần nhân. Tác dụng của nó là chữa đau khớp, chữa lợi tiểu, tiêu thũng. Nhưng các em lưu ý là chữa đau khớp thì chúng ta dùng cái sản phẩm phơi khô sao vàng lên như thế này. Nhưng muốn dùng để mà có tác dụng lợi tiểu thì chúng ta học lại sử dụng hạt ý dĩ nhân sống nhá, chứ chúng ta lại không dùng cái hạt ý dĩ nhân mà đã sao. Kiện tỳ cầm mìa chảy thì lại chúng ta phải dùng cái hạt ý dĩ nhân sao như cô đang cầm trên tay như thế này. Ở trên thị trường hiện nay là có hai loại, một loại là ý dĩ nhân nếp. Đấy, thì nó rất là dẻo, còn ý dĩ nhân tẻ thì nó không dẻo. Khi mua thì các em cũng lưu ý cái điều đấy.
chữ tiếp đó là dâu ngô. Thuốc này rất quen thuộc với các em rồi trong cuộc sống hàng ngày ấy, khi chúng ta mua ngô để chúng ta ăn, các bạn hay vứt cái dâu ngô này đi. Thì bây giờ chúng ta học rồi, chúng ta biết tác dụng của nó, các bạn lưu ý là chúng ta luộc ngô là luộc cả cái dâu này. Có tác dụng là chữa viêm túi mật, viêm gan, chữa viêm đường tiết niệu, viêm cầu thận cấp, và ngoài ra còn có tác dụng là chữa phù do suy tim. Vị thuốc tỳ giải, tên khác là xuyên tỳ giải, phấn tỳ giải hay là tất dã. Bộ phận sử dụng là rễ củ của cây, tác dụng là chữa sưng đau khớp, chữa mụn nhọt và trĩ lợi tiểu. Kim tiền thảo, kim tiền thảo hay người ta còn gọi là cây mắt nai đấy, có tác dụng lợi tiểu này, bài trừ sỏi thận và chữa các chứng hoàng đài, nhiễm trùng. Vị thuốc cuối cùng của nhóm thuốc này đó là phục linh, tên khác là phục thần, bạch phục linh. Tác dụng chữa đái dắt, đái máu, đái đục, cầm ỉa chảy mãn tính do tỳ hư, ngoài ra còn có tác dụng an thần. Trên đây là cô đã giới thiệu xong tất cả các vị thuốc của nhóm thuốc lợi thủy.